Hi, xin chào mọi người. Hôm nay nhà mình đi lên Tennessee, từ Atlanta tới Tennessee khoảng 4 tiếng lái xe. Và đây là con đường highway ở Mỹ. Hai lên bên này và hai lên bên kia. Ở giữa là có đường cỏ ở giữa. Hai bên xung quanh thì cây cối xanh tươi. Đa số ở Mỹ highway đều giống như vậy, từ tiểu bang này tới tiểu bang kia. Sau khi lấy 2 tiếng lái xe thì mình sẽ đi đến vùng Cherokee. Đây là cái nhà hàng mình ghé lại ăn sáng. Ở trong cái quán ăn á, thì nó có bán luôn đồ lưu niệm để cho những khách du lịch mua để làm kỷ niệm. Và đây là cái vùng Cherokee này á, thì người dân da đỏ sinh sống trong dọc theo cái sông có tên là Cherokee. Nó chảy từ North Carolina qua tiểu bang South Carolina rồi tiểu bang Tennessee, nên đa số cái vùng này có nhiều người dân da đỏ sinh sống. Họ bán những cái đồ lưu niệm ở đây để mọi người nhớ tới Cherokee, thì có tới nhiều người dân da đỏ. Đây, cái hình ảnh dân da đỏ là vậy đó. Vô cái tiệm này mình thấy đối diện ở ngay chỗ cái sòng bài. Ở đây karaoke này nó có một cái sòng bài để đánh bài đó. Ở bên tiểu bang Georgia thì nó không có sòng bài. Bên này nó có được luật lệ để được mở được sòng bài. Đây là cái quán tiệm đối diện. Mình ăn buffet, bữa đồ ăn sáng có bacon, trứng. Người ăn mình thấy người ăn đông nên mình vô mình coi thử, mình ăn trải nghiệm. Đây là lần đầu tiên nhà mình ăn cũng ngon. Ai tới ăn thì đứng xếp hàng lấy dĩa vô để gắp món ăn. Đồ ăn sáng ở Mỹ là đa số là vậy. Có bánh bánh mì, trứng, rồi thịt ba chỉ. Ăn cũng được, lúc đầu thì khó ăn, lúc đầu nhưng mà giờ thì nhà mình ai ăn cũng được, mẹ mình mà ăn cũng được nữa. À, có pancake nữa. Pancake ăn với mật ong, rồi khoai tây chiên, rồi khoai tây nghiền, rồi cái bánh xèo chan cái nước sốt này. Mình không thích chan cái nước sốt đó. Rồi có xúc xích nữa, xúc xích của Mỹ, xúc xích của Mỹ cũng khó ăn bây giờ cũng không. Sau khi ăn uống no say thì nhà mình lái xe tới Gatlinburg, Tennessee. Đây là cái khách sạn mà mình sẽ ở trong vài ngày. Đây là khách sạn làm hoàn toàn bằng gỗ. Đây là trong khuôn viên của khách sạn.
Và nó cũng có trong công viên này, nó có công viên cho con nít chơi. Và trong khu này cũng có chợ, bán là bán thức ăn nhanh đó. Mua đồ về nấu ở trong khách sạn này, nó có bếp cho mình nấu luôn. Có Starbucks ở ngoài đầu đường. Có thêm một cái nữa là có khu vui chơi trong cái công viên nước để cho con nít nó đến đây để giải trí. Trong cái khuôn viên này có đầy đủ tất cả để cho mọi người giải trí. Và từ đây đi ra ngoài đường rất là xa, để phải ăn thì người ta trong cái khách sạn này người ta cho bếp nấu nướng và có cho thêm những cái đồ nấu, nồi xoong chảo. Đó, mình ăn xong thì mình rửa mình để lại cho cụ. Đây là cái mưa nó mới xong, trời còn ướt, đường còn ướt, mới mưa xong. Ở trên này cái khu núi nó cao hơn so với mặt nước biển rất là nhiều, nên trên này cái nhiệt độ nó cũng giảm hẳn 10 độ C, 10 độ F. Dưới đất như Atlanta thì 90 độ F, thì ở trên này 80 độ F. Các bạn thấy hai cái màu, một cái màu gỗ nó rất là đậm đà, nó màu bị đà, nó màu đà chứ không phải màu gỗ. Còn cái phía trên cao kia thì màu cam. Đó, màu cam là các bạn biết lý do vì sao không? Là vì có một trận cháy lớn ở Tennessee lúc đó là năm 1996 hay là năm 2016, thì nó bị cháy nguyên một vùng, cái cây dựng đứng màu đen 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 kia đó là ảnh hưởng từ cái vùng cháy, thì cái khu vực này nó cũng bị cháy xém theo luôn. Thì cái nhà màu cam á, là cái nhà mới xây dựng lại đây. Nó còn cái nhà màu đen này á, thì đã xây lâu trước đó rồi, nên lúc đầu mình cũng hơi ngạc nhiên, mình tưởng là người ta họ đánh vạch ni hai màu khác nhau, nhưng mà thật ra là không phải, là cái màu cam nó được mới xây dựng lại. Này cái chân ghé xuống đó con. Đó, đằng xa xa kia cái đẹp kia. Đằng xa kia dãy nha. Nè, mẹ đi Nè, mình đâu đi vô đây. Mình mà đang ở phòng này đây. Đi. Mình vô phòng này. Này. Phòng 11 B. Đây. Có phòng bếp luôn, có microwave luôn, bếp nấu ăn, tủ lạnh nhỏ, có máy rửa chén, luôn. Hai này, chủ của cái resort. Đây ở đâu đây? Ở đây đi đâu đó? Tennessee. Lên núi Tennessee. Này, cho mà coi cái phòng mà. Này, phòng giặt, phòng giặt đồ. Sau khi ở khách sạn xong thì mình đi đến công viên nước để cho tụi nhỏ chơi. Thì ở trong cái công viên nước này, ở trong cái khu khách sạn này luôn, thì đi bộ vào cái mấy bước thôi. Đây. Này theo chân mình đi xem một vòng trong cái công viên nước. Ở này là công viên nước ở trong nhà thì nó cũng nhỏ thôi chứ không có đến to như cái công viên nước ở ngoài khác. Đó, công viên cũng nhỏ thôi, ở trong tầng trên đó là cho bán thức ăn ở trên đó. Đây mệt xong rồi lên trên đó ăn. Đó, ở cái tầng trên đây là công viên trong nhà.
nên được chơi theo bốn mùa luôn. Mùa đông nó không phải đóng cửa. Thường công viên ở Mỹ mà công viên ở nước cũng là mùa đông á, thường thường ngoài trời á thường thường đóng cửa, còn ở đây thì cứ được chơi quanh năm trong mùa. Có hồ nước nóng và hồ nước lạnh. Hồ nước nóng mọi người đang bơi, tắm trong cái vòng tròn 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 nhỏ thì cho không gian riêng. Nói chung thì con nít người lớn gì đều cũng rất thích. Sau hai năm bị Covid, tất cả đều đóng băng tê liệt, cả nước Mỹ đều đóng băng, thì những cái hồ bơi này nó đều phải đóng cửa. Thì sau khi 2 năm thì khi mà mọi người chích xong vaccine hết thì mọi thứ dường như lại bình thường, nhưng mà tắm cũng hơi sợ đó mọi người. Sau khi tắm xong là mình đi chợ cũng ở trong cái khu này luôn. Lúc trước là mình đã giới thiệu trong khu này có cái chợ nhỏ. Đây, mình đi vô mình mua đồ. Nó có bán những cái đồ hộp thôi mọi người. Đồ hộp của Mỹ như đậu, rồi cá, rồi thịt. Mình ăn cho vui vậy thôi, mình nấu cho vui vậy thôi. Thường thường thì ở khách sạn nó cho mình đồ nấu thì mình mới mua đồ mình nấu. Nó thường ở Mỹ khách sạn không có bếp nấu, mình phải ra ngoài ăn. Ở đây là vùng núi nên nó có nhiều con gấu đen vậy đó. Đi đâu cũng thấy người ta bán con gấu đen. Gấu đen sống ở cái vùng núi này mình đang ở là rất là nhiều. Đi ra có thể chạm gấu. Nên người ta họ dặn là đừng có vứt đồ ăn lung tung, gấu nó sẽ ra. Người Mỹ họ sợ gấu nha mọi người nha. Gấu tấn công người mình, nên là người ta cũng sợ. Ở khu vực này là nhiều, rất là nhiều gấu đen, black bear. Đây là mình đi xe vòng quanh cái công viên này để mình xem thử là một cái công viên của người ta cảnh bao quá cái công viên nó như thế nào. Giờ đây là buổi chiều tầm 3 giờ chiều. Thank you.
Mấy em nhỏ thấy công viên là cứ chạy chạy và chơi công viên nữa nha. Trong cái khu nhỏ nhỏ thì cái này công viên thường thường nó cũng nhiều cái trò chơi hơn. Đây là khung cảnh buổi chiều đó. Cái khu vực ngồi ở đó là đang đợi cái xe bus tới chở nó đi xuống dưới hồ bơi hoặc là nó đi đến cái sảnh hoặc là trong này có luôn nhà hàng hay chiếc xe bus để chở mọi người đi, không khỏi cần phải đi đi xe hoặc là chiếc xe thồ như thế này chở cả nhà đi hóng mát đi quanh cái khu này đó. Nhà mình đang đi xuống dưới cái sảnh để chuẩn bị vô ăn tối. Đi kiểu này rất là mát à, thấy được cái cảnh rõ hơn khi ngồi trong xe. Nó phục vụ 4/4 ăn chạy mình đang ở phòng trước mình ấy nhìn vô đi qua bên này mình chạy nè. Nhớ nó qua tập coi bị đi vào ăn tối. Đây là nó bán đồ về như về đồ Mỹ. Cái nhà hàng rất là sang trọng nhưng giá cả nó cũng phải chăng có mắc. Mình thích cái cánh là kia cái là vẽ ở trên. Cái người ta gọi là cabin đó. Thì mình sẽ gọi những cái món mà mình hay ăn như gà rướng, khoai tây chiên. Anh lớn kia thì thích ăn hamburger và khoai tây nghiền đó mọi người. Nó cánh gà khoai tây nghiền. Mẹ thì ăn cá và cơm, đậu. Chồng mình thì ăn sườn nướng. Có cái nó gọi là mì rồi nó bỏ chi lên phía trên. Mình nghĩ chỉ vậy thôi mọi người. Lúc đầu ăn không quen đâu, nhưng mà sau này ăn chắc đã quen mà ngon. Còn mình có món steak, món mình ăn món bò nướng. Ăn cái gì?
kia không? Đúng rồi. Như nó có rồi. Nóng này, khói bay này. Hai tay hai cái luôn. Nói con ăn nó lớn rồi. Ba. Nè, đút. Chấm cái gì? Chấm gì? Nè, khai kiếp của hộp xong. Nó hết sát tay nữa con. Kết chụp được đủ rồi. Ăn đi. Video đến đây thôi nha mọi người, chào mọi người tập tiếp theo. Hôm nay mình sẽ dừng ở đây và tập tiếp theo sẽ có những cái mới hơn.